Trong khi đó, MX30 với gói Premium có giá khởi điểm 36.480 USD, không bao gồm chi phí đích đến. Các công ty Nhật Bản cũng tiết lộ màu sơn cao cấp xám Marsin Gray Metallic với giá bán MSRP thêm 495 USD, màu bạc Gray Mantitone và màu kim loại Mantitone có giá 895 USD, màu Ceramic Metallic Mantitone đứng đầu danh sách với 995 USD. Tuy nhiên, cùng với chiếc crossover bạn sẽ nhận lại được 500 USD và số tiền có thể được sử dụng để nạp đầy pin của bạn tại các địa điểm charge point công cộng hoặc mua bộ sạc cấp 2 charge point tại nhà. Mazda cũng đã giới thiệu một chương trình mới dành riêng cho chủ sở hữu ép có tên là MX30 Elite Access Loan Program. Chương trình cho phép chủ sở hữu MX30 đang lên kế hoạch cho một chuyến đi dài hơn, có thể mượn một chiếc Mazda khác trong tối đa 10 ngày cùng một lúc. Được trang bị pin lithium ion 35,5 kW. MX-3 không có phạm vi hoạt động lên đến 160 km trong mỗi lần sạc, theo FVA. Với khoảng cách này, Mazda phù hợp cho việc đi lại, và lái xe hàng ngày hơn là sử dụng cho những chuyến đi dài. Mặc dù các kế hoạch đã được thực hiện từ lâu, cho một bộ mở rộng phạm vi quay để giúp Mazda có được tầm hoạt động tốt hơn, nhưng các báo cáo mới nhất cho thấy kế hoạch này đã bị hoãn lại. MX-3 không được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 145 mã lực và mô men xoắn cực đại 271 Nm tới các bánh xe phía trước. Pin được đặt bằng phẳng trên sàn xe để có trọng tâm thấp hơn và khả năng xử lý được hỗ trợ bởi hệ thống điều khiển điện GV City O-Ring Control Plus mới, giúp điều chỉnh mô men xoắn giúp xe ổn định và chắc chắn hơn khi thực hiện các góc cua. Nhờ bộ pin tương đối nhỏ, MX-30 có thể được sạc đến 80% chỉ trong 36 phút với bộ sạc nhanh cấp 3. Xe cũng đi kèm bảo hành 8 năm, 100.000 dặm. MX-30 sẽ ra mắt đầu tiên tại California và dự kiến có mặt tại các đại lý vào tháng 10 này khách hàng có thể đặt trước bằng cách gọi đến tổng đài